Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 ha. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 2. Được chưa nào? Bài số 2. Bài số 2 này thì gồm có hai câu. Em nhá, câu 1 là tìm x, còn câu số 2 là chia đa thức với đa thức này. Tìm x. Câu bài nào dễ thì thầy sẽ làm nhanh, bài nào khó thì thầy sẽ làm chậm. 1A. Ở đây cái đề bài này, x trừ 3 cộng 5x bằng x bên trừ 8. Đó. Nhưng mà thì đối bài này á, thì cái em sẽ nghĩ ngay là cái việc là gì? Nhân đơn thức với đa thức này, nhân bỏ ngoặc này vô, chuyển thầy cả cái vế bên phải này qua, đổi dấu bên đây nha, chuyển đây để vế bên phải này còn lại số 0 nha. Bây giờ thầy sẽ nhân ra x nhân x thì ra được x bình, x nhân trừ 3 thì trừ trở thành trừ 3x cộng 5x. Chúng ta chuyển hai thằng này qua bên đây đổi dấu, chuyển hết cả bên đây qua đổi dấu nhé. Ở đây là phép cộng này, cộng thì chuyển qua trở thành gì? Trừ x bình, trừ đúng không, chuyển thành cộng 8 bằng 0. Ok rồi, như vậy x bình phương trừ x bình phương thì bằng bằng 0. Thầy nói là này, x bình trừ x bình bằng 0, được chưa? Trừ 3x cộng 5x thì ra được là 2x cộng cho 8 bằng 0. Sau khi ra được cái phương trình bậc nhất một ẩn như này rồi á, thì chúng ta sẽ chuyển ngược cái số 8 này qua đầu dấu lại trở lại nha. 2x thì bằng âm 8 cộng dương này, chuyển thành âm này. Như vậy x này sẽ bằng là âm 8 chia cho 2 thì kết quả bằng âm 4. Ta kết luận đây vậy, x sẽ bằng âm 4, xong. Được không? Em hiểu chưa nào? Ta đi sang ở câu B nhé. Câu B. Ở đây là 3 nhân x cộng 4 trừ x bình phương trừ 4x bằng 0. Thì đối với bài này á, chúng ta không nên nhân cái này vô. Tại vì ở đây chúng ta phát hiện là nếu chúng ta đặt cái trừ x ra thì bên trong này lại xuất hiện cái x cộng 4. Khi đó chúng ta lại tiếp tục đặt cái x cộng 4 ra chung. Nên là cái này chúng ta không nên nhân ra mà để đó. Hai thằng này là một nhóm, thầy sẽ đặt cái gì ra chung? Thầy sẽ đặt cái trừ x ra chung. Đúng không? Bên trong còn lại là gì? Khi đặt dấu âm thì bên trong nó sẽ phải đổi dấu. Nhưng mà trừ x thì cái này còn là x. Ở đây trừ thì đổi dấu trở thành cộng này. Đó. Khi đó có cái này chung này. Ha. Như vậy người ta đặt x cộng 4 ra chung. Bên trong còn là 3. Đây trừ cho x bằng 0. Ở đây nó có dạng là phương trình tích này, phương trình tích a nhân b bằng 0 thì khi đó a bằng 0 hoặc b bằng 0. Hiểu chưa? Đấy. Nên từ đây chúng ta suy ra x cộng 4 bằng 0 hoặc là 3 trừ x bằng 0. Chúng ta suy ra tiếp. Như vậy x này sẽ bằng mấy nhân? Như vậy chuyển cái cộng 4 này qua trở thành x trừ 4. Chuyển cái âm x này qua bên đây nghĩa là x nó sẽ bằng 3. Vậy x bằng âm 4 hoặc x bằng 3. Xong. Dễ hiểu không? Ta đi sang câu C. 7x mũ 3 cộng 12x mũ 2 trừ 4x. Thì ngay từ khi chúng ta viết cái đề thì chúng ta đã thấy phát hiện là có cái gì chung nào, có x chung. Ngay lập tức chúng ta đặt x ra, bên trong còn lại 7x bình cộng 12x trừ 4 bằng 0. Có đúng không? Được chưa? Nếu như tới đây á, chúng ta có thể cho x này bằng 0 và cho cái này bằng 0 và cái tiếp tục giải. Nhưng mà theo thầy á, chúng ta sẽ phân tích ở trong đây làm như nào đó để tạo thành một cái gì, một cái nhân tử ở đây với dạng tổng, đúng không? Như vậy x theo em thường là gặp những cái dạng này này, chúng ta phải nhớ là tắt ở x như này. Ở đây có số 7 mà đây số 4, chúng ta ước gì 12x này này trở thành là 14x để nhớ với thằng này. Như vậy thầy sẽ biến cái điều ước đó trở thành hiện thực bằng cách là gì? Thầy sẽ thêm và bớt. Ở đây 12x đúng không? Thầy muốn trở thành 14x, thầy sẽ thêm vào 2x
Thầy thêm vào 2x thì thầy sẽ bớt ra 2x. Chứ gì đó, thêm và bớt này, thêm và bớt. Còn mấy thằng này vẫn giữ nguyên này. Đây 1, 2, rồi trừ 4 ghi ra bên ngoài đấy, đâu ảnh hưởng gì đâu. Đây thêm và bớt này, thêm với thằng này mục đích là gì? Để thằng này nhớ với thằng cộng vô đây, còn thằng này với thằng này đặt ra chung nè. Như vậy x nhân 7x bình, ở đây là cộng 10, 14x này, hai này cộng lại 14x này, 2x cộng 12x bằng 14x, trừ 2x trừ 4 này bằng 0 này. Bây giờ hai thằng này chung nha, hai thằng này chung, hai thằng này chung thì thầy sẽ đặt cái gì ra chung? 7x ra chung, bên trong còn lại là x cộng cho 2. Hai thằng này chung thầy đặt trừ 2 ra, bên trong còn lại là x cộng 2. Đó. Hiểu chưa các em? Các em không biết là tách là bài này chúng ta không thể nào làm được. Khi đó có gì chung? Đây x cộng 2 nè. Bên trong còn lại là 7x trừ 2 bằng 0. Như vậy khi đó chúng ta sẽ suy ra x này sẽ bằng 0, x cộng 2 bằng 0, hoặc là 7x trừ trừ 2 bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra x, một nghìn x bằng 0 này, x bằng trừ 2, chuyển trừ 2 bên đây này, x sẽ bằng là 2 phần 2 phần 7. Chúng ta kết luận ở đây vậy, x bằng 0 hoặc x bằng âm 2 hoặc x bằng 2 phần 7. Hai anh em, các em hiểu thì thấy hay đúng không? Ok chưa? Bài này chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử với lại sử dụng hàm thức rất là nhiều nha. Những bài tìm x nha. Ta đi sang ở cái câu số 2. Ta đi sang câu số 2 các em. Người ta hỏi các em là tìm A sao cho cái đa thức x mũ 4 trừ x mũ 3 cộng 6x bình phương trừ x cộng A chia hết cho đa thức này. Nhưng mà thầy sẽ dùng thước, thầy sẽ đặt phép chia đa thức để khi mà chia hết ấy, thì những cái dạng này á, các em nhớ giùm thầy là đi tìm cái số dư. Nếu như em chia khi đó cái số chia hết nghĩa là cái số dư nó phải bằng mấy? Số dư của nó phải bằng không. Em hiểu nè, số dư của nó phải bằng không. Như vậy bây giờ chúng ta cứ thực hiện việc chia đa thức. Thì phần này thầy chỉ em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái x mũ 4 đó, chúng ta chia cho x bình phương thì đây sẽ ra được x mũ 2. Đúng chưa? Có x mũ 2 rồi, các em sẽ nhân lên. Lấy đây nhân lên đây, đây nhân lên đây và nhân lên đây. Sau đó chúng ta đặt ở đây để chúng ta trừ. Lấy x mũ 2 nhân cho x mũ 2, đây là đặt x mũ 4. X mũ 2 nhân cho âm x thì đây là âm x mũ 3. X mũ 2 nhân cho 5 thì đây sẽ là 5x bình, để đặt dấu trừ. Thì đó chúng ta sẽ đặt ra, trừ ra ha. Như vậy thì hai này giống nhau trừ bằng 0, hai này giống nhau trừ bằng 0. Các em lấy 6x bình trừ cho 5x bình thì chỗ này còn lại x bình. Hạ cái này xuống, trừ x cộng a xuống. Như vậy x bình chia x bình thì nó ra được là cộng 1. Như vậy các em lấy 1 này các em nhân lên đây, nhân đây và nhân đây, chúng ta đặt xuống phía dưới đây. Lấy 1 nhân x bình thì ra được x bình. 1 nhân âm x thì ra được âm x. 1 nhân 5 thì ra được số 5 ở đây. Tiếp tục đặt dấu trừ ở đây. Hai này giống nhau trừ bằng 0. Hai này giống nhau trừ bằng 0, chúng ta còn lại a trừ cho a trừ 5. Đây chính là số dư. Đây chính là thương. Đúng không? Như vậy mục đích chúng ta đi tìm số dư này. Như vậy thì để cho cái đa thức này mà chia hết cho thằng này thì số dư phải bằng 0. Thêm ghi này là suy ra cái đa thức x mũ 4 trừ x mũ 3 cộng 6x bình phương trừ x cộng a chia hết cho cái đa thức x bình trừ x cộng 5 khi khi nào các em? Khi số dư là này, a trừ 5 phải bằng 0.
Từ đây em thầy suy ra A này sẽ bằng bằng 5. Được không nào? Là kết luận vậy. A bằng 5 thì cái đa thức. Rồi chúng ta ghi lại. Chia hết. Xong. Đó chính là xong cái câu số 2. Hiểu chưa nào? Clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.